Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm câu này. Đối câu này thì các bạn thấy là có những cái giới từ nào? Nào chúng ta thấy cái từ upon đây, từ en này chính là cấu trúc song vì tiến bỏ đến luôn. Từ up này chúng ta bỏ đến đây. Từ y này chúng ta cũng bỏ đến đến đây và từ up này chúng ta bỏ đến đến đây. Bước thứ hai chúng ta xác định động từ. Thì đối với câu này thì các bạn thấy là chưa có động từ đâu cả. Nếu thế thì câu này đang là s cộng s gạch thôi đúng không nhỉ? Thiếu thiếu verb cộng với verb cộng o. Vậy các bạn nhìn đáp án thì các bạn đây chỉ là sắp xếp trật tự từ thôi. Nào can rồi sau be thì đây chính là thể bị động của động từ khuyết thiếu. S cộng với động từ khuyết thiếu cộng với be rồi sau đó verb end của phân từ hai các bạn nhé. Rồi sau đó cộng với giới từ o. Thì đây chỉ là trật tự sắp xếp thôi. Và đây nó chính là thể bị động của động từ khuyết thiếu. Vậy chúng ta sẽ chọn gì? Nào, đây chúng ta dễ dàng chọn phương án phương A. Đây chính là thể bị động. Còn đối phương B thì các bạn thấy là ok can be cho chuyện này verb D nó lại chuyển đến trước vì tên sai. Còn đây thì chúng ta thấy là sau này sau be can be động từ khuyết thiếu thì nó phải verb ed của phân thứ hai, ed phân thứ hai, nhưng đây không có ed vì tên sai. Còn phương này thì nó đảo lộn này chắc là sai rồi đúng không? Nó không phải trật tự này. Rồi, các bạn thích thì các bạn like hoặc là các bạn click subscribe cho mình nhé. Xin chào các bạn.